con. Bóng chắn tốt. Bóng chắn thành công. Thêm một điểm nữa cho Julia. Rất nhanh, đó là pha xử lý trên lưới. Rất hay, cú di chuyển và du ta. Julia. Tuyệt vời, một pha tấn công ở vị trí. Mười bốn mười bảy, không phải là không thể sai lầm. Trong sân, điểm. Bây giờ thì Philippines đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm. Bóng chạm tay ra ngoài, 1-0 cho. Quá đơn giản và hiệu quả. Hướng đập nhú rất hay. Của Carlos. Đây cũng là cầu thủ có kỹ năng phát bóng tấn công tốt và vừa rồi Việt Nam. Không thành công. Thái Lan chạm lưới. Rơi sang phía sân của Thái Lan, điểm cho Philippines. Tiếp tục là tình huống tấn công nhanh rất tốt. Tình huống tấn công nhanh.